Xin kính chào quý khán giả của Peter Play. Sau rất nhiều chờ đợi và sau một kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 thì những cuồng quay của bóng đá quốc nội đã trở lại, và ngày hôm nay thì chúng ta đến với cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu trong khuôn khổ vòng 9 của giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023-2024. Một trận đấu rất đáng được chờ đợi, được gọi là trận derby Đông Nam Bộ giữa hai đội bóng. Đây là danh sách ra sân của đội chủ nhà Trường Tươi Bình Phước với thủ thành số 1 Đoàn Huy Hoàng. Những cái tên còn lại là Lục Xuân Hưng, mà áo số 5 Điểu Quy, mà áo số 11, số 14 Trần Văn Hòa, số 22 12 Nguyễn Văn Tám, số 23 Trần Đình Hùng, số 31 Nguyễn Hữu Thái Bảo, số 63 đội trưởng Võ Nhật Tân, số 66 Nguyễn Thành Đạt, số 81 Nguyễn Duy Thắng và số 89 Phan Tấn Tài. Đội hình ra sân của câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước đó là 4-2-3-1. Các trọng tài sẽ điều hành trận đấu này đó là trọng tài chính ông Tăng Hoàng Tuấn cùng với hai trợ lý là Bảo Đức Ý và Nguyễn Bách Khoa. Trọng tài thứ tư là Trần Mạnh Hùng. Về phía đội khách Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay, trong khung gỗ là thủ thành áo số 25 Nguyễn Nhật Nguyên. Các cái tên còn lại là số 2 Nguyễn Thế Dũng, số 10 Phan Nhật Thanh Long, số 14 Lê Cảnh Gia Huy, số 15 Tô Phương Thịnh, số 17 Bùi Văn Bình, số 19 Nguyễn Thái Quốc Cường, số 20 Nguyễn Cao Kỳ đội trưởng, số 23 Võ Tuấn Phòng, số 25 Nguyễn, số 34 Trương Nhật Minh và số 77 là Lương Thanh Ngọc Lâm. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên trên sân vận động Bình Phước. Và trong hiệp đấu đầu tiên thì đội chủ nhà Trường Tươi Bình Phước sẽ ở bên phía tay trái màn ảnh của quý vị, với bộ trang phục áo sọc trắng xanh, quần trắng và tất trắng. Trong khi đó ngày hôm nay, đại diện đến từ phố biển Vũng Tàu, đó là câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu sẽ ra sân với áo cam, quần đen và tất cam của câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước trước PVF CND và Đồng Tháp. Qua người khéo léo, đường chuyền ngang, cơ hội, không có bàn thắng dành cho Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng đó là một lời cảnh báo tiếp theo mà Phương Thịnh đã dành cho khung thành của Huy Hoàng. Hàng phòng ngự của Trường Tươi Bình Phước thực sự là đang chơi có phần lỏng lẻo và giúp cho đội khách có nhiều cơ hội để uy hiếp khung thành hơn. Đường chuyền hơi vội đến từ Thái Bảo, vẫn là pha cắt bóng rất tốt đến từ trung vệ Lục Xuân Hưng, và đây là cơ hội dành cho Tấn Tài. Tấn Tài chọc khe hơi sâu. Tấn Tài cùng với Nguyễn Văn Tám đã chưa thực sự hiểu nhau. Đây là cơ hội dành cho Bà Rịa Vũng Tàu, đưa bóng vào, vẫn là những đường chuyền sệt. Tiếp tục là các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu với số 77 Ngọc Lâm. Tiếp tục cho bóng ra đâu, không có bàn thắng dành cho đoàn quân của Nguyễn Minh Phương. Rất nguy hiểm khi mà Thanh Long đã có một thời cơ áp sát khung thành đối phương. Và cắt bóng là của Tấn Tài. Chọc khe, hành lang cánh phải là Điểu Quỳ, rất hợp lý. Rồi đối mặt và một pha bóng tưởng chừng như không có gì, nhưng bất ngờ thì bàn thắng đã đến với câu lạc bộ chủ nhà Trường Tươi Bình Phước. Dường như là đã có một sai lầm đến từ thủ thành Nguyễn Nhật Quyền. Và dù cho là thế trận không phải là với một khởi đầu thực sự tốt dành cho đội chủ nhà, họ đang là những người vượt lên. Chúng ta sẽ có được những góc máy quay chậm để xác định xem thực sự đó có phải là bàn thắng của Thành Đạt hay nó xuất phát từ một tình huống sai lầm của thủ thành Nguyễn Nhật Quyền. Và các cổ động viên cũng đã được khuyến khích đến sân nhiều hơn. Mà trình diễn của thầy trò Nguyễn Đức cũng là đang khá thuyết phục ở trên sân nhà. Đây là cơ hội dành cho các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Hơi đáng tiếc là Ngọc Lâm lại thực hiện một cú dứt điểm ăn hơi nhiều ra má ngoài. Cú đã đi trên khung thành sau một nỗ lực ngoặt bóng vào bên phải. Và cắt bóng rất hay, sút xa. Pha cứu thua tuyệt vời của thủ thành Huy Hoàng. Huống bất ngờ băng lên có pha cắt bóng và tung ra cú dứt điểm rất uy lực đến từ cầu thủ bên phía Bà Rịa Vũng Tàu. Đó là pha có mặt của Gia Huy.
bóng đá từ xa thì cũng vô cùng chất lượng đến từ số 14. Đường chuyền vào, cơ hội. Không có bất kỳ một cái bóng áo trắng nào tiếp cận được pha đưa bóng vào vừa rồi. Khá nguy hiểm. Với đồ phối hợp ấn tượng đến từ các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức. Các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu chưa dừng lại. Quả treo bóng. Đánh đâu? Đó chính xác hơn là pha băng vào và dứt điểm bằng chân phải của Ngọc Lâm. Này thì những cầu thủ bị đau bên phía Bình Phước, Trường Thư Bình Phước mới được chăm sóc. Số 14 cũng sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc dành cho Trường Thư Bình Phước. Đánh đầu rất nguy hiểm và bàn thắng thứ hai đã đến với đội chủ nhà Trường Thư Bình Phước. Quả treo bóng rất khó chịu và đó là Huỳnh Văn Ly. Cầu thủ đã từng có những năm tháng khoác lên mình màu áo của Bà Rịa Vũng Tàu đã vừa ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Một tình huống đón điểm rơi chính xác ở cột hai và pháo hoa đã nổ tại sân vận động Bình Phước sau bàn thắng thứ hai vừa rồi mà Huỳnh Văn Ly mang về dành cho đội chủ nhà. Vòng đấu tiếp theo. Đây là Ngọc Mỹ, cơ hội không vào. Bóng vẫn nằm trong quyền kiểm soát của các cầu thủ Trường Thư Bình Phước. Đánh đầu. Và đó là bàn thắng dành cho các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Pha bóng mắc sai lầm của thủ thành Đoàn Huy Hoàng. Một pha bóng quá chủ quan. Mọi thứ tưởng chừng như không có gì nhưng Đoàn Huy Hoàng đã có một quyết định xử lý có phần là chủ quan. Võ Tuấn Phong. Và như vậy là trọng tài Tăng Hoàng Tuấn đã thổi còi khép lại trận đấu giữa Trường Thư Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu. Chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 dành cho đội chủ nhà Trường Thư Bình Phước. Đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức vẫn đang bất bại trên sân nhà của mình. Và đây đã là chiến thắng thứ 3 sau 4 trận đấu trên sân nhà ở mùa giải năm nay đến từ Trường Thư Bình Phước. Họ đã tìm lại được niềm vui chiến thắng sau 2 trận thua liên tiếp. Các pha lập công của Thành Đạt và Văn Ly giúp cho Trường Thư Bình Phước có được lợi thế 2 bàn dẫn trước. Và vào cuối trận thì sai lầm của thủ thành Đoàn Huy Hoàng đã giúp cho Bà Rịa Vũng Tàu chỉ có được đôi chút hy vọng được thắp lên. Nhưng mọi thứ đã khép lại với 3 điểm trọn vẹn ở lại với đội chủ sân Bình Phước. Và với 3 điểm có được này thì Trường Thư Bình Phước cũng đã có được 12 điểm và tạm thời vươn lên ở nửa trên bảng xếp hạng. Đến đây thì buổi bình luận của FPT Play cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những trận đấu tiếp theo trên hệ thống của chúng tôi. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.